Hài hước cô gái dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và cái kết. Video ghi lại cảnh hài hước giữa một cô gái làm điều dưỡng trong bệnh viện ở Trung Quốc với một chú bệnh nhân. Lúc rảnh rỗi, cô gái có dạy tiếng Việt cho chú và cái kết. Chào anh đi. Nhà em có đàn gà ru. Nhà em có đàn gà ru. Chết thì quay, chết thì quay. Đã chụp qua, đã chụp qua. Nấu hay không? Nấu không? Nấu hấp. Nấu hấp. Cô gái định làm quen với cừu chúa và cái kết. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.